thủ đầu tiên có 9 lần nhận danh hiệu này tại các kỳ World Cup. Trong khi đó, trận đấu nghẹt thở giữa Argentina và Hà Lan còn ghi nhận một kỷ lục khó phá, đó là số lượng 19 thẻ vàng đã được trọng tài Anatoly Mateo Lahu rút ra sau suốt trận đấu.